đó, các bạn thấy không, nó con sò nè, nó nằm dưới cát. Mình đào thêm coi các bạn coi nha. Tiếp tiếp đó kìa đã. Em lấy cái dĩa cho anh đây. Lấy dĩa cho anh. Cái này hồi nãy em chấm này em ăn. Lượm ơi, em đổ đầy chín bên đây. À các bạn ơi, hôm nay thì mình muốn dành tặng cho các bạn một cái món ăn, đó là cái con sò, sò tổ này nè. Mình vừa mới mua xong các bạn. Bây giờ là mình sẽ đem về và mình sẽ chế biến nó. Là mình biết làm gì không? Chúng ta sẽ nướng với mỡ hành nha. Đi thôi. Nói chung là các bạn, mình muốn các bạn nghe nè, sò này là nó sống ở dưới biển thì cái môi trường nó là dưới cát này các bạn, thấy không? Nè, nãy giờ mình dở các bạn rồi, đây, đây là hai con sò, mình sẽ đi nướng mỡ hành nha, nè, thấy chưa? Đóng của mình, quá trời, các bạn. Thank you.
mình sẽ về bắt đầu thưởng thức cái món sò tộ nướng mặn các bạn. Đi thôi các bạn ơi. Đưa cho con lượm làm nha. Đó, của mày nè lượm. Sinh đã chẻ xong cái mấy cái con sò tộ rồi nè các bạn. Mình đang chờ than nó chín rồi sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu là mình sẽ nướng lên rồi mình ăn ha các bạn ha. Đây là rất là thơm và ngon. Đó. Ở đằng đó là cái mỡ hành kìa các bạn thấy không? Và một lát nữa chúng ta sẽ bỏ nó vô đây. Mình sẽ chan nó vào vô cái mấy cái con sò này. Đó. Bên cạnh đó thì mình cũng cho thêm một số gia vị như là sa tế nè. Đó. Là cái này nè. Các bạn ngon, cái này trứng nha, trứng. Rồi, và mình sẽ chờ than chín rồi bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu là nướng lên và bắt đầu thưởng thức nha. Rất là thơm và ngon. Các bạn ơi, bây giờ là mình sẽ nướng cái con sò này lên than các bạn. Nói chung là than là chín này các bạn thấy không? Đó, giờ mình để lên nha. Để xét cái đó kìa, trời ơi. Để cái bên đó đó. Rồi đổ vô đi, từ từ. Rồi đổ vô đi Đạt ơi. Vô đi. Đổ nhiều vô. Đổ nhiều vô. Nhanh đi, đổ nhanh đi. Và thằng lượm đổ cái gì đổ đi, đổ đi. Cái này con bự đặt tay. Bự quá. Sao đổ trời. Rồi đưa một người qua cho lượm đi. Đổ đi em, đổ đi. Ừ, nhanh đi. Nào, đổ đi. Nó soi kìa là Đạt ơi, lượm ơi. Cứ đổ nhiều đi lượm em xanh luôn. Bây giờ là mình sẽ đổ trứng vô các bạn. Đổ trứng vô đây là hành, mỡ hành là đó các bạn thấy không đó. Nói chung là trong vòng cỡ 5 đến 10 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức những cái món này các bạn thấy không.
em lấy cái dĩa cho anh đây, lấy dĩa cho anh Tài. Đem thử rồi. Ngon lắm kìa. Hai con qua cho ba. Từ từ đợi xíu. Cái này hồi nãy em chấm này em ăn. Lượm lượm ơi, em đổ đầy chín bên đây. Đổ đầy chín. Ê, đổ đổ. Rồi đi cho bác Kháng đi. Bác Kháng xin được. Rồi đi đi à, đi đây. Rồi tụi mình đi có mấy em mình. Bây giờ các bạn biết sao, mình bỏ luôn cái trứng á, chứ là mình bỏ trứng vô cho nó thơm các bạn, rất là hấp dẫn. Thì mình tính bỏ hành thôi, mà bây giờ mình bỏ thêm trứng coi thử sao, mình rất là hấp dẫn và ngon các bạn ơi. Nó giống như một cái bánh vậy đó, rất là ngon. Bây giờ là mình sẽ thưởng thức từng cái một nha. Bây giờ đồ chín đây nè. Rồi chín đây các bạn, chín đây nè. Wow. Ôi, tôi nhìn muốn anh em ơi. Nói chung đó là cái con sò này bạn thấy không? Nó là vàng ra luôn. Có nhiều bạn có bự á, có nhiều con. Em đổ đầy trứng này nè. Đổ đầy trứng gì vô cho mấy chỗ anh chưa đẩy á. Mình đã nướng xong rồi các bạn. Rồi, quá thơm. Bây giờ là mình mời các bạn thưởng thức cái món sò tàu với lại nướng hành và trứng này nha các bạn. Wow. Thơm quá mọi người ơi. Ăn thôi. Chào tất cả các bạn của sinh nha. Các bạn ơi, bây giờ là mình đã nướng xong tất cả mọi thứ rồi. Đây nè, đây là cái con sò tộ mà hồi sáng mình có giới thiệu các bạn xem đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức cái món này cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không? Ôi. Ngon các bạn ơi. Wow. Cái thịt nó dai dai ngon lắm. Bây giờ là mình xin phép mời các bạn thưởng thức cái món ăn này với mình nha. Ngon. Thì chúng ta ăn các bạn ơi. Trời ơi. Ngon ngon, với lại có cái mùi sa tế, với lại thơm, với lại ngọt. Thịt nó ngọt lắm, với lại mềm và dai nữa. Rất là đã các bạn. Đừng đủ các bạn. Này các bạn. Đó các bạn, đó các bạn thấy không? Trời ơi. Đó. Cái thịt của nó nhiều lắm bạn ơi, rất là nhiều và ngon nữa. Mình thấy không? Đó, chị đại bạn ơi. À, đây là cái phần trứng nè, cái phần trứng mà mình có bỏ vô nè các bạn, các bạn thấy trứng không? Nói chung là trứng rất ít, với lại mình bỏ thêm trứng cho đẹp vậy đó. Còn đây là hành, hành lá nè, đây là hành phi mà mình bỏ vô cho đẹp luôn bạn. Mà các bạn thấy thịt nó nhiều không? Quá đã. Rồi,
Bây giờ mình mời các bạn thưởng thức cái món này với mình nha. Ăn các bạn ơi. Rồi. Nhớ là ăn cái phần này mình nên bỏ cát ra nha. Tại vì mình có một cát. Tại vì mình trước khi mình làm là mình đã bỏ cái phần cát ra. Nên nó mình bỏ vô đây để mình nướng cho bạn xem rất là ngon các bạn. À, các bạn. Ngon. À, các bạn, đó các bạn thấy không? Bây giờ là mình cho các bạn xem là đó, đây là cái miếng trứng mà hồi nãy là mình có bỏ vô thêm đó. Nó giống như miếng bánh. Còn đây là thịt. Đây là thịt. Đó. Để chúng ta sẽ ăn miếng này nha. Các bạn thấy không? À đó. Quá ngon bạn ơi. Đó, quá tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Đó, bây giờ là mình. Cái này là cái miếng cái miếng thịt của con sỏ bạn. Đó. Đó, mọi người thấy không? Quá đã bạn ơi. Chúng ta ăn đó bạn ơi. Trời ơi, nó béo quá bạn ơi, ngon lắm. Quá tuyệt vời. Đó, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thưởng thức đó các bạn ơi. Giờ mình ăn đây ăn. Đó, quá trời ngon bạn ơi. Đó, quá tuyệt vời đó. Mọi người thấy chưa? Nè, bây giờ mình ăn nè. Trong này có ớt lại này kia ngon các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Nó như là một bánh vậy đó. Nó như một bánh vậy bạn. Còn đây là những cái còn lại nè bạn ơi. Chín quá nó bể luôn cái vỏ luôn bạn, tại vì mình nướng chín quá đó, đầu cái vỏ nó bị nứt á. Ăn đi. Trời. Trời. Chín quá nước nó bể luôn cái vỏ luôn bạn ơi. Bể vỏ luôn. Không sao, mình vẫn có thể thưởng thức được cái món này mà. Nè, các bạn thấy không? Nó dai ngọt và ngon. Mềm. Nó đã bạn. Đã quá. À, hôm nay một ngày rất là ngon các bạn ơi. Mình đã thưởng thức xong cái món sò tổ rồi. Lúc đầu thì mình tính là nướng mỡ hành. Nhưng mà mình sợ ăn không được ngon các bạn. Nên mình đã cho thêm trứng vào để mà cho nó thêm cái mùi hấp dẫn hơn. Với lại mình bỏ thì mỡ hành nữa và có cho thêm chút sa tế. Thì nếu bạn nào mà có muốn thưởng thức hay là ăn như sinh đó thì các bạn hãy làm như vậy, rất là ngon ha. Nhưng mà đừng có bỏ trứng nhiều quá, nó sẽ béo và làm các bạn ngán đó. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành với kênh của Sinh. Bây giờ là mình xin kết thúc cái video tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn đăng ký subscribe để cho kênh của mình càng ngày càng mạnh, để mình có động lực để mình quay thêm những cái món ăn hấp dẫn sắp tới nữa. Thì cảm ơn các bạn nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Chào các bạn. Tiếp tiếp đó kìa đã. Lấy cái dĩa cho anh đây, lấy dĩa cho anh tại.